cá kèo với cá sặc. Như cá sặc mấy con này nó bị ngợp nước hết rồi nè phải không? Ủa cá kèo ở đây nó này đây, con kèo nè. Sáu. Chắc bỏ tám mình vớt tám không, này nhiều hơn chứ. Đâu. Tiếp mình vớt trong luôn. Đặt từ hồi tối hôm qua. Có không? Wow, có được tép nha các bạn. Ý là hôm qua không có bỏ mồi thêm á. Không có bỏ mồi thêm mà cũng vẫn có tép nha. Chỗ này tép mà, chỗ này bữa giấc tép mà. Chỗ này bữa giấc tép mà các bạn. Này. Đó, con tép bên kia rồi đó. Mấy con luôn ha. Ừ. Ốm lên con mà hả? Ngon quá ha. Cái con cá bóng dừa là đặc lợn. Wow, bị tép đâm mà. Nhiều nha, nè, nhảy chút 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 chút. Thôi nhiều quá. Không phải muốn con đâu. Gần cả chục con luôn á. Thấy không? À, nè, nhìn quá trời luôn đây nè. Cả chục con luôn á. Các bạn ơi. À, thấy không? Ừ. Cắt đây được mấy con? 4 con rồi nè. 5. 6. Đảo ha. Ừ. Làm qua mưa. À. Thấy không? Lúc mình đặt là bớt mưa rồi, hơi râm râm thôi à. Rồng. Nước rồng, nhờ có nước. Mấy con, 8 con bằng bữa vớt không? Chắc 8 con. Bữa 8 vớt 8 không, này nhiều hơn chứ. Đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 con. Đúng 10 con luôn á. Con hả? Ừ. 10 con tép. 2 con bút xệ. 10 con tép, 2 con bút xệ. Đó, đó, đó. Nghe nó nhảy nhảy. Nhảy mà không có nhiều bằng qua phải không? Nghe nó búng một cái à rồi thôi. Bày cá sặc các bạn ơi. Bày cá sặc luôn ha. Quá đã nha. Ê, không bỏ vô đây luôn, đổ vô đây rồi lụm rác ra chứ để mất công bắt cá. Wow. Trời. Có cá hồi lòi nữa kìa. Rồi cá kèo quý. Cá kèo. Kèo gấp kèo. Cái kèo xong này các bạn ơi. Ôi cái kèo. Thôi được rồi, hai con. Đây. Đưa lên cho mọi người coi nó chứ. Rồi ba con cá kèo luôn bốn hả? Bốn con nữa. Rồi đi nè, con nữa nè. Năm con luôn kìa. Kìa. À, kèo quá trời luôn. Năm cá kèo luôn các bạn ơi. Ôi đã. Các bạn nè, ơi, cá kèo quá trời luôn. Ôi, con này nó nhảy quá. Rồi, cá kèo với cá sặc. Như cá sặc mấy con này nó bị ngợp nước hết rồi nè phải không? Ủa cá kèo ở đây nè. Nó này đây con kèo nè. Sáu con luôn, có lớn có bé luôn nha. Sáu con cá kèo, một con thép khổng lồ luôn. Cống cân nữa kìa, cống cân cũng vừa. Cá sặc nó bị ngợp nước hết rồi, lát đem vô làm thịt, làm hoa tiêu luôn. Mới vừa ngợp nước luôn á ha. À, còn tươi. Thôi bắt vô đi. Ôi sáu con cá kèo đã ghê luôn các bạn. Thôi bắt vô đi, nhảy quá. Không sệ nữa nè. Cá kèo ngon ha. Ừ. Cá kèo ngon quá ha. Ừ, cá kèo nha. Hồi nãy có con cá hồi lòi nha, y như cá kèo. Nè, cá hồi lòi kìa đó. Không tới hồi lòi á. Rồi tranh thủ bắt. Bắt nhanh ra. Một bầy cá sặc tới đây có kèo nè. Ừ, bảy con cá kèo luôn hả? Một bầy cá sặc. Vậy là bảy con cá kèo luôn nha. Một bầy cá sặc rồi một bầy cá kèo. Cá sặc nó không có tươi gói gói như hồi chiều hôm qua nữa nha các bạn. Cái sặc đây nó bị ngợp nữa. Con này còn sống. Trời, có con tép nó điện công dừa cắn hay sao? Rồi, con công dừa nó ăn bùn bùi chảng. Rồi. Vậy là tối hôm qua nó lúc mà mình đặt mà nước còn đầy á là nó vô thêm nữa đó. Các bạn ơi, đây là quả đổ bung mà các bạn ơi. Bung này đổ trong. Đổ bung với đổ trong nữa, đổ trong cũng được 10 tép vậy. Wow. Một bầy cá sặc mà cá sặc hình như bữa sáng nay là ít hơn hồi tối hôm qua nha. Ừ. Chiều tối hôm qua lúc trời mưa các bạn đổ rất là nhiều cá sặc luôn.
Còn bữa nay thì Đỗ có cá sặc, cá kèo và tép bóng dừa thì có một con ha. Tép tép mấy con tép này là nãy giữa trong bắt quái. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye các bạn.